Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, giá rẻ uy tín chất lượng, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, xuống đây bạn ơi. Thanh niên, rất là đơn giản thì kẹo đã có được một mạng đầu tiên. Anh em thấy là có easy không ạ? Quá là easy phải không? Úi dồi ôi, thanh niên định ăn mình và cái kết đắng chưa mọi người? Và anh em có thể nhìn thấy là hiện tại thì kẹo đang sử dụng cái combo súng đó là AK cộng với súng shotgun M1014 nhá. Vắng tanh mọi người ạ. Không sao cả thì kẹo đã có được một mạng đầu tiên. Ok, và đã trang bị giảm thanh này. Hello mọi người và chúc mọi người có một cái buổi tối xem live vui vẻ trên kênh của Sĩ Kẹo nha. Anh em nào mà còn chưa follow thì nhớ follow để ủng hộ cho Kẹo nhá. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Các bạn nhớ follow cho Kẹo nha. Ui, chết dở rồi, thằng nào có liệu vậy? Anh em ơi, Kẹo không để ý rồi. Đây à, ui đây à, ui đây à, đây à, ui đây à anh em ơi, đây à anh em ơi, đây à anh em ơi. Ui ui, căng vậy, ui anh em ơi. Không hiểu sao là mình đang chơi game ấy, nó lại hơi bị cứng tay một xíu, thế nên là kiểu như gọi là vê tâm súng như một cái quần què vậy. Vê rất là ngáo anh em ơi, thì các bạn thông cảm nhá. Chơi game tay nó lại ra mồ hôi nên là hơi khó chịu một xíu. Ok mọi người nhá. Ở chỗ anh có cơ lê không ạ? À? Có em ơi. Một cơ lê bây giờ chắc là nó đang off hết cả rồi em ơi. Anh chịu thua luôn. Ok, hiện tại thì mình đang có một P5 cũng như là có thêm một khẩu Scar nữa. Hello và chào mọi người nhá. Xin chào 863 bạn đang xem live trên kênh của Kẹo nhá. Hiện tại thì con đàn của Kẹo không có add thêm thành viên nên là mọi người thông cảm nhá. Hello mọi người và chúc mọi người ngày vui ạ. À bây giờ phải gọi là chúc mọi người có một cái buổi tối xem live vui vẻ chứ nhỉ. Lại chúc mọi người ngày vui thì nó lại hơi sai sai. Hello các bạn nha. Bạn nào chưa follow thì nhớ là follow để ủng hộ cho Kẹo nhá. Chơi game cẩn thận nào mọi người nào. Kiếm lấy trận top đầu tiên trong buổi livestream ngày hôm nay luôn. Cho nó gắt công ạ. À, anh thì không có coi đá banh em ơi. Đơn giản là anh có thích đá banh đâu em ơi, nên là anh không có coi. Quay có 768 người xem thôi à. Thế thì bạn nào đang xem live nhớ xem live để ủng hộ cho Kẹo nó nha em ơi. Hôm nay thì Kẹo sẽ live game đến 1 giờ sáng nhá. Chào mọi người nha. Uầy, ở đây có người này. Úi dồi ôi, chắc là nó vào lều nha em ơi, tôi nghĩ là vậy. Thôi xong, nhốt cái địch trong lều. Mình kiếm lựu, cho nó ăn một quả lựu anh em ạ, cho nó chừa luôn. Qua đây con nào mọi người ơi. À, nó phá thương băng. Ồ, nó phá thương băng mọi người ơi. Nó phá thương băng này. Đậu xanh này, ui. Đậu xanh này phá thương băng à. Cho một cái thương băng nữa này. Úi dồi ôi, em ơi là em ơi. Trời ơi. Cái đậu xanh này, ui. Làm gì mà căng vậy, ui bạn ơi. Bạn là mình sợ đấy nhé. Ok, như vậy thì Kẹo đã có được mạng thứ 3 ở trong cái ván đấu này. Ok, chúng ta sẽ đổi qua một cái ống ngắm 1x. Sẽ là một cái ống ngắm nó xịn hơn ống ngắm hiện tại mình đang dùng nhá. Ok. Khá là nhiều trang bị ngon phải không mọi người? Ui, cái bạn nào comment thiếu lịch sự thế kia. Mình đang chơi game nên là không có đọc comment của mọi người nhá. Sorry anh em. Wow, đâu vậy nhỉ? Trong này hả? Phải không vậy? Mình không nhớ cái vị trí của nó luôn cơ. Chạy đại thế à? Qua chỗ tảng đá này hả? Phải không anh em ơi? Phải không vậy?
Ồ, cũng không có người. Như này thì kẹo chịu rồi nha em ạ. Chịu rồi. Hiện tại thì mình 20 tuổi nha các bạn ơi. Các bạn nào đang xem live mà chưa chia sẻ live stream của kẹo thì nhớ là chia sẻ live stream nhá. Cũng như là anh em check xem là đã nhấn follow chưa nha. Còn lại 27 người chưa nữa. Nào chúng ta sẽ tiếp tục đi săn người nào các bạn ơi. Ở đây có một cái xe ba gác này. Ok, hello Clay. À, em xem kiểm duyệt họ anh bình luận nhá. Từ nãy đến giờ là có mấy bạn comment thiếu sự quá khơn nên là em cứ ban hết cho anh. Xe này chạy hơi chậm nhưng mà không sao cả. Có xe chạy là được rồi nha em ơi. Chứ còn là chẳng nhẽ là anh chạy bộ cả. À đây, trên này có người nhá. Ok. Ui, đậu xanh ở trong ống cống hả? What the hell? Thằng nào trong này vậy? Đâu vậy? Chưa thấy nha em ạ. Kìa kìa, đậu xanh này. Úi dồi ôi, em ơi. Nó lại dựng tấm màn để phòng thủ này. Úi dồi ôi, đậu xanh thanh niên. Chơi gì mà hèn hạ với bạn ơi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi nha em ạ. Kẹo có một quả liệu của anh em ơi. Úi dồi ôi thanh niên. Đáng lòng cho em ơi. Anh làm được quả liệu thế nên là sấy cho chủ ML luôn. Ui, ở trên này đậu xanh. Úi dồi ôi em ơi, ok đã xong nhá. Còn có một thằng nữa thì phải nha em ạ. Để kẹo cái nào. Hình như là nó ở bên này. Ở đây. Úi dồi ôi, ở đây. Ok đã xong. Và kẹo đã có được mạng thứ 6 ở trong cái ván đấu này nha anh em ơi. Mấy bạn công nhận là chơi căng thật. À kia, uầy, vẫn đang còn người cả. Kẹo tưởng là hết người rồi. Căng ở nhà anh em ơi. Căng ở nhà anh em ơi. Căng ở nhà anh em ơi. Ui, gắt vậy nha em. Và ok, vậy là kẹo đã có được mạng thứ 7. Anh em thấy là nó có easy không ạ? Khá là easy nhưng mà công nhận là tôi cũng mất khá là nhiều máu đấy. Nói chung là cũng bình thường, không có easy lắm đâu. Cũng cũng hơi hơi khó khăn một xíu. Đấy. Mất máu vì cái bọn này anh em ơi. Chúng nó sấy cũng căng đấy nhỉ. Nhưng mà hiện tại thì ok, đổi con format này. Format sấy cho nó phê. Vì là mình thích dùng format hơn là Ska. Ska thì mình chưa cũng quen nhưng mà cơ bản là không thích lắm. Ok. Rất nhiều đại tiểu liên nhá. Dùng đạn tiểu liên thoải mái nha anh em. Và mình sẽ để một cái nòng hai trong ba lô này. Nếu mà cần thì ui, quên anh em ạ. Mình lượm tục thương quá nhiều, vứt bớt đi. Đó, có thêm đạn súng trường. Em muốn anh tạo phòng có giải nhưng mà anh hiện tại thì không có vé tạo phòng. Thế nên là lại không tạo được phòng cơ, buồn nhỉ anh em ơi. Bộ đồ đó gọi là gì vậy anh? Đây nó gọi là bộ đồ là Mỹ Nhân Ngư. À đâu, đây là Nữ Nhân Ngư anh em ạ. Mỹ Nhân Ngư nó là một cái bộ đồ khác cơ, không phải bộ đồ này. Em chưa thấy anh tạo phòng bao giờ. Tại vì là anh đâu có thể tạo phòng đâu em ơi. Nên là không có tạo phòng được. Buồn quá mọi người ơi. Qua có xe à? Qua có xe à? Để kẹo coi nào. À đây, nó ngoài anh em ạ, nó ngoài anh em ạ. Ui, ngay ngoài này. Hay lắm em ơi. Hay lắm em ơi. Ok đã xong. Yes. Ui, có cả Uza cả. Quá đã luôn. Ok anh em ơi. Như vậy thì kẹo đã có được mạng thứ 8 ở trong cái ván đấu này. Ok.
Lên xe và chạy thôi nhỉ mọi người. Ồ, chỗ này có xe ngon này anh em ơi, đổi xe. Đổi xe nhanh vào luôn. Lấy con xe này để chạy nhá. Ok ok. Người đâu nhỉ các bạn ơi, chúng ta hãy cùng mình đi săn người nào. Ui, ok vòng lại. Vòng lại theo lối này. Hello, bạn đang ở đâu vậy? Lại còn dám bắn xe mình cả. Hello bạn ơi. Chịu rồi anh em ơi, mình không thể nói đâu cơ. Cạn lời quá nhỉ. Như này thì kẹo cạn lời rồi. Đơn giản là có thấy định đâu anh em ơi. Quá trời vắng luôn à. Ồ, chạy qua mấy khu này coi. Wow, tuyệt vời, không thấy ai cả. Và anh em có thể thấy là trong cái trận đấu này còn lại 11 thanh niên nữa. Bên này thì sao nhỉ anh em ơi, mình sẽ muốn chạy thử qua UAV coi. À đây. Ui, à đây. Trời ơi thiên nhiên. Một phát tung xe và bạn ấy đã ngã xuống. Rất là chia buồn với bạn nha. Thiên nhiên ơi. Ok, vậy là kẻ đã có được bạn thứ 9 nhá. Ui, thôi xong. Lái xe ngáo quá anh em ạ. Thế là thôi nổ luôn cả xe. Bây giờ chúng ta sẽ phải chạy bộ anh em ạ. Không có xe nên là đi bộ thôi chứ còn sao nữa hả? 9 người trên nữa à? Ok ok. Để mình sẽ đi tìm vị trí của 9 thằng còn lại coi. Uầy, chưa thấy ai cả. Thật ra thì chỉ còn lại có 8 thằng nữa thôi nha em ơi. Cố gắng kiếm trận top 1 trong buổi đầu ngày hôm nay luôn nào anh em ơi. Đây, chạy qua UAV. À đây, có người này. Có người này các bạn ơi. Wow, thằng này tự hạ mình bằng M79 anh em ạ. Em ơi là em ơi, tại sao mà chơi ngáo quá vậy hả? Ok, thế là xong, đã có được mạng thứ 6 nhá các bạn ơi. À đâu, mạng thứ 9. Và còn lại 6 người chơi nữa. À, nhấn tab tức là các bạn chạm liên tục vào giữa màn hình để thả tim nha các bạn ơi. À, mình thì không có xem bóng đá anh em ạ. Hôm nay thì vẫn là một ngày bình thường và live game cho anh em xem nhé. Đang có 17 mắt xem. Quan trọng là người đối hết cả rồi nhỉ. Wow, tiếng chân rất là gần. Chỗ này tôi nghĩ là sẽ có người nhá. Không có anh em ạ. Lượn là một xíu thử coi nào. Còn lại 5 đứa này. Em ơi, tỷ lệ thắng bây giờ là 15% á. Ok ok. Giết nốt thằng nữa là tỷ lệ thắng lên đến 20%. Wow, một thằng ở mãi sang bon luôn. Chịu luôn anh em ạ. Đây này. Hay là nó lag anh em ơi, nó lag. Chắc là lag rồi. Ok ok. Ngồi tạm ở đây. Đó, con máu quả thật đã. Ui, ở kia. Làm gì mà các bạn ơi. Làm gì mà các bạn ơi. Ui, căng. Ok, và cơ hội chiến thắng của kẻ đã lên đến là 33% rồi nhá. Thôi kệ anh em ơi, không rút đồ nữa. Đồ như này là đủ kill mấy thằng còn lại rồi anh em ơi. Bơm máu cái đã. Đó, phải cuốn máu cái đã. Cuốn máu mới là điều quan trọng. Hôm nay kẹo vẫn live đến 1 giờ nha các bạn ơi. Ok ok. Kìa kìa,
Phía dưới tầng băng kẹo nghĩ là sẽ có người này. Anh em ơi, chúng ta cứ ngồi tạm trên này nhá. Kìa kìa. Kia rồi. Uầy. Kia rồi anh em ơi. Kia rồi anh em ơi. Ok, đã xong. Và tường băng ở kia hướng 165. Chắc là sẽ có thêm một thằng nữa. Wow. Bo thu xuống dưới anh em ơi. Ok, và kẹo sẽ phải chạy vòng theo lối này. Cơ hội chiến thắng đang là 50%. Tôi nghĩ là tôi có thể anh em ạ. Trận này kẹo có thể được top 1 nha. Anh em hãy cứ đặt niềm tin ở mình. Ok ok. Từ từ các bạn ơi. Cầm sẵn được băng dựng này. Ok ok. Wow. Ở đây kẹo chưa thấy ai cả. Chưa thấy người các bạn ơi. Thằng cuối đâu rồi nhỉ anh em? Nó đâu rồi vậy các bạn? What the hell? À, trong nhà. Thằng cuối ngay trong nhà anh em ạ. Đậu xanh. Ok. Uầy, đang định câu liệu vào trong anh em ạ. Ui cái đậu xanh, ui cái đậu xanh. Căng vậy. Thế là bạn ơi, ui đậu xanh căng vậy. Cầm một cái đá anh em ơi. Mình có một quả liệu này. Ui. Gắt vào nha. Ok. Cần nhớ gốc. Tuổi gì em ơi? Ăn mừng nào mọi người ơi. Trời ơi, tuổi gì em ơi? Top 1 rồi nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.